Wow, thiệt quá trời bự luôn các bạn ơi. Rồi, xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một clip về bẫy chuột Mickey Mouse. Mình sẽ review nguyên tắc hoạt động của cái bẫy chuột và cách để gài dính một con chuột. Tỷ lệ là 100% sẽ dính nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ review cái cách hoạt động bẫy chuột cho các bạn xem. Đây là cái bẫy chuột của mình các bạn. Đây là hai cái vòng tròn mà khi cái bẫy này nó bật xuống á, là hai vòng tròn này sẽ rớt xuống nè, để cản lại cho cái bẫy này không bật ra, con chuột sẽ không có sảy nha các bạn. Đó, đây, khi mà cái bẫy nó bật xuống nè, đó là hai vòng tròn này rớt xuống nè, là cái này hết mở rồi nè. Còn mình muốn mở lên mình phải kéo cái này ra mình mở mới được. Đó các bạn, đã thấy rõ rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy nguyên lý hoạt động của nó nè. Mình sẽ bỏ mồi ở trong phía trong đây nha, phía dưới á, rồi con chuột nó sẽ bò từ ở ngoài bò vô. Nó bò, ví dụ cái trái anh long này là con chuột đi, nó bò vô ăn mồi, nó sẽ bước vô cái dĩ. Đây là cái dĩ nè các bạn. Khi nó bước, nó đạp lên cái dĩ này nè, là con chuột nó sẽ bị cái này đánh, cái đít nó bay vô trong. Rồi hai cái này nó rớt xuống nè, hai này rớt xuống, nó rớt xuống là con chuột nó sẽ không thoát ra được. Đó, nguyên tắc và hoạt động nó đơn giản vậy thôi à. Bây giờ mình sẽ bỏ mồi vô mấy phía trong nha các bạn. Rồi mình gài cái chốt lên nè. Đó, các bạn thấy này nha. Khi mà nó bước vô trong nó đạp lên cái này nó mới qua được miếng mồi này. Mà tới đây là muộn rồi, chứ đâu cần phải tôi tới mồi đâu. Bây giờ mình đi đến chỗ đặt cho các bạn xem và chỉ cho các bạn biết là cái đường con chuột nó đi như thế nào và mình sẽ làm sao để bắt được nó. Rồi, xin giới thiệu với các bạn, đây là vuông cỏ của nhà mình nha. Bây giờ mình vô mình sẽ chỉ cho các bạn xem cái đường của con Mickey Mouse nó đi như thế nào nha. Tạm thời kêu là Mickey Mouse đi, chứ kêu đúng tên nó là khó dính nó lắm. Đây nè, chỉ cho các bạn xem này nha. Đây là cái đường của nó đi nè, các bạn thấy không? Đây nè, nó đi đây đây dài 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 qua đây nè. Các bạn thấy cái đường mà sạch sạch sáng sáng này nè, là chính là cái đường của nó đi á. Ở trong đây khó quay quá, trong đây mình vướng cỏ tùm lum khó quay quá. Tạm thời quay cho các bạn coi một cái con đường ngắn của nó thôi. Nó đi một cái là cái con đường nó sạch 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 luôn á. Nè, thấy không? Đó. Còn mấy chỗ còn lại như các bạn coi đâu có cái đường nào đâu, thấy không? Đường này đường của nó đi nè. Bây giờ mình tiến hành đặt bẫy. Đây là cái đường của nó đi ngang đây nè các bạn, thấy không? Nó đi ngang qua đây nè, nên cái chỗ này rất là sạch nè. Đó. Bây giờ mình sẽ chọn cái vị trí này là vị trí đặt bẫy nha. Mình đã lên sẵn cái cò rồi. Bây giờ mình chỉ cần đặt vô nó là xong. Hạn chế cho cỏ vướng trước mặt cái bẫy nha các bạn, nó sẽ không có nhảy. Sửa hai cái vòng tròn lại. Rồi, bây giờ mình lấy cỏ nè, lấy cỏ vòng vòng mình đắp lên sơ sơ ngụy trang nha, ngụy trang giống như là bình thường nha, cho nó không có nhét. Nó vậy đó các bạn. Rồi, bây giờ mình để tới sáng ngày hôm sau mình sẽ ra mình dỡ bẫy cho. Mình đã đặt cái bẫy ở trong chỗ đó rồi nha các bạn. Đó, trong đó đó. Chỉ bước vô một bước hai bước là tới liền á. Mình chắc chắn là phải dính 100%. Không thể nào mà không dính hết đó. Nếu mà không dính không phải là Nguyễn Văn Trung. Rồi, chào mọi người đã trở lại. Bây giờ mình chuẩn bị đi thăm bẫy nha mọi người. Giờ mình đi thăm bẫy đây. Giờ mình vô mình coi coi có dính không nha các bạn. Wow, thiệt quá trời bự luôn các bạn ơi. Wow.
chuột quá to luôn nè các bạn. Nè, con chuột này vẫn trên nửa ký nha các bạn. Ây da, ui, hết hồn hết vía. Nó dữ quá các bạn ơi. Con chuột này to ghê các bạn, vẫn hơn nửa ký. Nó dữ ghê luôn. Một lát mình thả con chuột này ra, mình sẽ cân lại cái bẫy nha các bạn, để coi con chuột này trọng lượng thật sự có nó bao nhiêu cái gram gram. Quá dữ. Bây giờ mình cân thử con chuột này bao nhiêu nha các bạn. Đứng nghiêm nào, 1 ký nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đem con chuột này bỏ vô lồng nuôi. Mình đã làm cho nó sẵn cho một cái lồng này các bạn. Đây là cái hộc này, là mình để cho nó sẽ ở trong cái hộc này nha. Mình sẽ bỏ rơm vô nó, cho nó ở nó đẻ. Còn vòng vòng này cho nó đi vòng vòng nó chơi. Mình sẽ kiếm thêm một con nữa để bỏ chung cho nó có bạn. Bây giờ mình sẽ xớt cái con chuột này qua cái bao này. Xong rồi mình sẽ cầm con chuột từ cái bao này mình thả vô cái lồng đó mình nuôi nha các bạn. Đó, giờ mình làm nha. Nó bị nhốt đây nè các bạn, thấy không? Nó mạnh quá. Nó dữ quá các bạn ơi, rất nguy hiểm. Lú cái đầu rồi nè. Nè các bạn thấy không? Lú cái đầu ra rồi nè. Giờ mình thả vô lồng. Rồi mình đẩy lại, mình cột xuống rồi luôn. Mình đã có được một con bé để nuôi rồi. Đó. Các bạn thấy thú vị không? Người ta nuôi con rồng Komodo hay con chim, con chóc gì, mình nuôi con chuột cống, chuột cống sù. Thật là thú vị. Mình thích như vậy đó. Từ từ nó sẽ thích nghi lại thôi. Giờ nó chưa quen, nó la dữ lắm. To ghê không? Bây giờ mình sẽ cân lại cái bẫy nè các bạn. Bạn thấy không? Cái bẫy này chỉ 400 gram thôi nhung. Đó, vậy là con chuột 600 gram, hơn nửa ký. Y như mình đoán luôn. Mình xin kết thúc clip nha các bạn. Các bạn nhớ lời mình dặn là làm y như mình là sẽ dính được con chuột như thế này các bạn. Là tìm một cái đường chuột đi, xong rồi mình sẽ gài né qua cái con đường, đừng để cái bẫy trên con đường của nó đi. Để qua một bên đó là nó sẽ tự nhiên nó sẽ vô thôi nha các bạn. Nhưng mình đã gài được một con bét cưng rồi nè. Rồi xin chào các bạn, hẹn các bạn lại clip sau nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích mình, hãy cho mình một like, một share, một comment, một subscribe để mình làm nhiều clip hấp dẫn thú vị hơn nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.